Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã có buổi tiếp bà Ale Ruf, Giám đốc quốc gia Yuset cùng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn bà Alex Ruth, giám đốc quốc gia Yusef đã đồng hành cùng thành phố trong thực hiện một số dự án như dự án hỗ trợ kỹ thuật an ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng, dự án hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy giáo dục đại học và nâng cao chất lượng đào tạo và dự án hợp tác trong chương trình đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế về trị liệu và phục hồi chức năng. Lãnh đạo thành phố mong muốn hai bên sẽ tiếp tục ký kết thêm nhiều dự án trong tương lai và cam kết trách nhiệm trong triển khai các dự án tại địa phương. Bà Alevruf, giám đốc quốc gia USAID, đánh giá cao vai trò và sự tham gia tích cực của thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai các dự án hợp tác của USAID tại Đà Nẵng, đồng thời thảo luận thêm về việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và USAID thời gian đến trên một số lĩnh vực mà hai bên quan tâm như môi trường, quản lý rác thải, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tài chính công nghệ với sự tin tưởng và trên cơ sở hợp tác hiệu quả thời gian qua, bà Aller-Roof hy vọng các chương trình hợp tác cụ thể của hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.